Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9. Mình cũng xin chúc tất cả các anh chị và các bạn có một ngày nghỉ lễ bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Trong cái ngành nghề photo in ấn của chúng ta thì nó có rất nhiều mảng. Tuy nhiên á, mà để mà phát triển một cái ngành nghề theo một cái hướng mà trong cái khả năng của mình, thì mình nghĩ nếu mà tất cả các anh chị và các bạn là những người mới thì chúng ta nên định hướng sao cho nó đúng, để cho mình đi mình không có lang bang theo những cái hướng rẽ của cái ngành dịch vụ in ấn. Tại vì in ấn nó rất bao trùm rất là nhiều. In ấn thì nó có về cái mảng và in lụa, in kỹ thuật số và in offset, in ống đọc. Nói chung cũng rất là nhiều. Nhưng mà đối với những in offset và in ống đọc thì chúng ta là nó là một cái phạm trù lớn rồi. Nó trực thuộc những cái đơn vị in ấn lớn, người ta với những số những đơn hàng trực thuộc về bao bì, tờ rơi hoặc là những cái bao ni lông thì nó chuyên về bên in ống đọc. Còn đối với dịch vụ của tôi in ấn chúng ta thì thường là sử dụng kỹ thuật số, tức là in máy in phun. Máy in phun rồi máy in màu laser rồi photocopy. Tuy nhiên khi mà tất cả các anh chị và các bạn mở ra, cũng giống như tâm lý của mình lúc trước khi mà mở ra, thì các anh chị luôn khao khát, luôn tìm những cái hướng đi mới cho mình. Tuy nhiên là khi lúc đó là các anh chị sẽ hút vào những cái hướng đó. Ví dụ như các anh chị làm một thời gian, các anh chị sẽ thấy ví dụ như là các anh chị sẽ thấy cái mảng in áo thể thao nó tốt, rồi các anh chị đầu tư vào, các anh chị bắt đầu tìm tòi đầu tư vào, rồi mua máy móc, mua khung lụa, rồi tập về kỹ thuật học kéo lụa, các anh chị học. Thì khoảng một thời gian thì các anh chị thấy là nó sẽ bị mất cái thời gian của mình. Và khi mà các anh chị làm rào rồi thì các anh chị nó không có đi tới đâu hết. Tại vì mình cũng đã từng có một cái thời gian như vậy, mình luôn tìm hiểu về cái lĩnh vực in lụa. Còn mình mở ra thì mình thấy cái chỗ này nó lợi nhuận nó ngon hơn, nó cao hơn. Rồi mình bắt đầu mình đâm vào, mình làm, đầu tư vào. Thì bỏ ra cũng 5-6 triệu gì đó, rồi đầu tư vào, khi mình làm nó không có hiệu quả ở đâu, sẽ bỏ vào một góc. Rồi qua tới in quà lưu niệm, mới đầu thì thấy nó cũng có cái chuyển biến tốt. Rồi những cái đối tượng mà là học sinh, sinh viên đồ, hay in những cái hình nhỏ nhỏ đồ cũng muốn, rồi in hình trên ly đồ cũng muốn chuyển qua, rồi đầu tư thêm mở nữa. Rồi mất thêm một thời gian nữa, rồi không đi tới đâu hết. Do đó trong khi mà các anh chị mở ngành nghề photo in ấn, theo mình đến hiện tại bây giờ mình, cái kinh nghiệm của mình là các bạn chỉ tập trung về photo và in. Thì in trong đó các anh chị tập trung vào in composite, in tờ rơi, in offset, nói chung tất cả những cái gì liên quan tới in offset hoặc là in kỹ thuật số thì các anh chị nên áp dụng vào. Thì chỉ cần hai hướng đó thôi, trên cái mảng mà in liên kết với in offset, nếu các anh chị làm tốt thì mình nghĩ các anh chị sẽ phát triển rất tốt ngành nghề này và chúng ta sẽ không đầu tư máy móc. Tại hiện nay các anh chị và các bạn mới mở ra thì muốn làm những cái nhỏ lẻ, cái đó mình đồng ý. Tại vì những cái nhỏ lẻ đó là mới bắt đầu sự khởi nguồn cho những cái đơn hàng lớn của chúng ta, đơn hàng nhiều. Và sau một thời gian đó các anh chị sẽ thấy, sau khi mà các anh chị đã có làm lâu rồi, đã có những cái mối, những cái đơn hàng người ta biết rất nhiều hơn, thì các anh chị sẽ thấy là những cái mối nhỏ lẻ đó thì các anh chị bắt đầu sẽ thấy nó chiếm thời gian và lợi nhuận bao nhiêu. Thì do đó là cái tâm lý chung của những cái lúc mà mình mới mở tiệm ra, thì cái đó ai cũng phải làm. Và sau khi các anh chị làm xong rồi thì các anh chị nên định hướng những cái lớn hơn, ví dụ cho khách hàng. Ví dụ như lúc trước mình làm cho khách hàng chỉ một hộp mà cũng làm, một hộp mà cũng in. Tuy nhiên các anh chị và các bạn sẽ thấy là khi mà các anh chị và các bạn làm thì nó vừa một hộp cạc, nó vừa mất thời gian này. Thứ nhất là thời gian thiết kế của các anh chị. Thời gian thiết kế thì chúng ta sẽ không có đưa vào, không cái thiết kế, mình không có tính tiền khách hàng được rồi. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng máy in kỹ thuật số, ví dụ như máy in phun hoặc máy laser màu, chúng ta in. Thì in 10 tờ hai mặt. Các anh chị lấy cao lắm một hộp cạc, các anh chị lấy khoảng 50 ngàn hoặc chỗ nào lấy cao hơn nữa thì khoảng 70 ngàn. Thì nó hết đáp, đúng không? Lấy nếu mà lấy cao quá thì khách hàng sẽ chê mình là làm đắt làm mắc.
Do đó là khi mà khách hàng đã quen với mình rồi thì mình sẽ định hướng làm sao cho khách hàng in với cái số lượng 5 hộp hoặc là 3 hộp. Thì nếu mà 3 hộp thì các anh chị vẫn nhận giá theo 5 hộp, rồi sau đó giao cho khách hàng 3 hộp thôi, còn 2 hộp đó để dành lại khi nào khách hàng cần nữa thì chúng ta đưa cho khách hàng. Tại vì các anh chị biết là khi hiện tại bây giờ cái ngành in offset á, người ta ra rất là nhiều công ty nó ra lắm ha. Thì khi đó trên một cái bản kẽm người ta trống, có thể là trống những cái khoản để đủ cho mình đưa vào những cái kẹp cái ship và chúng ta in giá rất là hời. Nếu các anh chị liên kết được thì các anh chị đã biết được cái giá rất là hời. Do đó các anh chị hãy làm theo cái hướng này đi, hãy làm theo cái hướng đi liên kết đi, và mình sẽ không có tốn cái kinh phí đầu tư để mà mua máy móc nhiều, hầu như là không tốn. Ví dụ như thiết kế một cái cạc visit đi, các anh chị chỉ có thể tốn khoảng 15 phút hoặc là nửa tiếng, nếu mà những cái cạc cho nó cầu kỳ lắm, cho nó mắc tiếng đi, mình phải lựa mẫu lựa này kia, thiết kế design rồi gửi cho khách hàng coi đấy. Còn đối với những cái cạc visit mà đơn giản, các anh chị chỉ cần 15-20 phút các anh chị làm xong rồi. Rồi các anh chị chỉ kéo cái file đó, các anh chị quăng qua bên trên cái phần mềm trên cái Sky của cái nhà Inlicut thì người ta đã xử lý hết cho mình. Mình chỉ có việc đi lấy và giao lại cho khách hàng. Thì giữa cái khoản đó thì mình nghĩ đó là cái lợi nhuận rất là tốt cho mình. Tại vì người trong cái công ty in đó, người ta cũng đã tính toán cái giá, giống như cái giá mình là cái giá sỉ. Thì mình đưa lại cho khách hàng cái giá lẻ, người ta đã tính toán để phần lợi nhuận rồi. Thì giống như người ta bỏ phần kẽm đó, thì bây giờ người ta ghép vào và chúng ta tận dụng giấy, thì người ta vẫn kiếm được một phần lợi nhuận và mình cũng kiếm được một phần lợi nhuận. Và mình thấy cái thời gian làm cũng rất là nhanh, trong vòng khoảng một ngày, còn những chỗ nào mà làm hơi lâu một chút thì mình nghĩ 2 ngày là đã gửi hàng về cho khách hàng rồi, gửi hàng về cho các bạn rồi. Do đó mình nghĩ khi mà các bạn mở ra, các bạn đừng đi lang bang, các bạn chỉ cần tập trung hai hướng thôi, tức là tập trung chủ yếu vào photo ha, kiếm mối photo, mối các cơ quan photo. Bữa nay các chị biết là khách lẻ bữa nay nó từ từ sẽ giảm, tại vì xu hướng sắp tới là sẽ bỏ sổ hộ khẩu này, bỏ sổ hộ khẩu và cái chứng minh nhân dân thì dồn lại còn lại một cái thẻ căn cước thôi, thì cái số lượng khách lẻ hầu như các bạn sẽ thấy nó sẽ giảm và nó sẽ không có còn nhiều như xưa nữa. Do đó các chị là kiếm những cái mối sao cho những cái mối cơ quan trường học thì làm nó sẽ ổn định hơn. Cái hướng thứ hai là các anh chị tập trung vào thiết kế, in ấn và gửi in liên kết những cái kèm sheet, tờ rơi, bị thư, nói chung tất tần tật liên quan tới cái gì tới in offset là chúng ta đều in được hết. Do đó chỉ cần hai hướng đó thôi. Còn có một số bạn hay điện tới mình hỏi về cái kỹ thuật in bên áo được có được không, thì mình nghĩ các bạn làm thì vẫn được, nhưng mà các bạn nên tách riêng hai những cái mảng đó ra. Tại bên áo nó sẽ chuyên về một phần in áo, nó sẽ có những cái xưởng in áo, nó có những cái xưởng in áo, những cái xưởng kéo lụa, chúng ta nên làm đầu tư rất là nhiều tiền, nên là các anh chị nên cân nhắc. Chúng ta đừng đi lang bang nữa, chúng ta hãy tập trung về hai hướng đó thôi, là mình nghĩ các anh chị và các bạn làm rất là khỏe ha, làm rất là thoải mái. Và nếu mà làm tốt về cái mảng in offset á, liên kết in offset, thì mình nghĩ các bạn sẽ kiếm một cái lợi nhuận cũng khá là lớn để phát triển kinh tế, chứ không phải là những cái mảng đó là chúng ta ấy đâu. Tại vì chúng ta chỉ là người giống như đại diện cho công ty ở một công ty in offset ở một nơi mà chúng ta làm, để chúng ta nhận những cái đơn hàng đó về cho họ, thì mình cũng đã có những cái lợi nhuận nhất định ở trên đó rồi. Đơn hàng càng nhiều chúng ta càng nhiều tiền. Do đó là các chị ha, nên định hướng tốt cho cái tiệm của mình, thì mình nghĩ nó sẽ phát triển tốt hơn. Tại vì mình làm cũng 10 năm rồi, nhưng mà bây giờ mới nghiệm lại là những cái vấn đề mà những cái quá trình mà trong quá trình mình làm hút theo những cái hướng, luôn luôn tìm tòi những cái hướng mới. Người ta nói là cái gì, đứng núi này trông núi nọ, thì đúng, tại cái hướng cái mình phát triển tiệm, lúc mình mới mở tiệm ra ai cũng muốn cái tiệm phát triển hết. Nhưng mà khi mà đầu tư thời gian, các bạn sẽ thấy nó, thứ nhất là cái nhân lực không có, thứ hai là cái nó chiếm quá nhiều cái thời gian của mình, và cái lợi nhuận của nó cũng không có đáng kể.
ha. Thì mình nghĩ các bạn nên, nếu mà các bạn không có nhân lực nhiều thì các bạn nên chỉ đầu tư về hai hướng thôi. Mình nghĩ Sotoy sẽ tốt nhất cho tất cả các bạn và đỡ tốn thời gian. Và cái những cái thời gian khác, nếu các bạn còn dư thời gian thì các bạn có thể làm những cái khác. Các bạn cũng có thể làm những cái nền tảng YouTube kiếm tiền. Thì những cái nền tảng đó hiện tại bây giờ đang hot. Hiện tại bây giờ ví dụ như là mình thấy trên Facebook nó cũng có các cái hướng để mà làm kiếm tiền ở trên Facebook. Thì chúng ta có thể là làm theo, cộng thêm cái hướng kiếm tiền online. Tại vì kiếm tiền online đây là một cái nền tảng rất là bùng nổ trong khoảng 2-3 năm trở lại đây ở Việt Nam ha. Ở nước ngoài thì người ta làm nhiều rồi, thì nó cũng sẽ rất là hiệu quả trên cái vấn đề này. Nên do đó hôm nay thì sáng lên uống cà phê cũng muốn lên tiệm rồi uống cà phê, rồi cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị và các bạn những cái ý kiến của mình về cái vấn đề phát triển ngành nghề của mình, làm sao cho nó đúng, cho nó hiệu quả hơn. Và hy vọng là nó cũng sẽ có được một cái chút định hướng cho tất cả các anh chị và các bạn, và đặc biệt là những cái anh chị mới, các anh chị mới mở tiệm hoặc là các anh chị đang có ý định mở tiệm, thì các anh chị nên phát triển theo cho nó đúng cái hướng, để cho mình khỏi mất công mất thời gian và mình phải xây dựng một cái tiệm của mình. Video của mình chia sẻ đến đây là hết ha. Hy vọng là các anh chị sẽ thành công trên cái công việc của mình, và chúc các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng thành công hơn nữa trong công việc của mình ha. Bye bye, xin chào, hẹn lại tất cả các bạn và các chị ở video sau.